Venom siêu quái vật đến từ vũ trụ mà phải ở trong phòng ăn bún đậu mắm tôm rồi xem rap Việt cùng vật chủ của mình là Eddie. Không chỉ vậy, khi hết thức ăn còn phải đi ăn trộm gà của nhà hàng xóm. Vừa bắt được tên cướp, Venom muốn ngấu nghiến hắn ta cũng bị Eddie ngăn lại. Và rồi bỗng một ngày, tên quái vật khát máu Canic được xem là tử thù của Venom xuất hiện. Hắn ta còn có khả năng chiến đấu vô cùng đáng sợ, sức mạnh lại còn hơn cả Venom. Vậy tên quái vật nguyên do từ đâu lại xuất hiện, cũng như trận chiến kịch liệt ấy sẽ diễn ra như thế nào? Câu chuyện bắt đầu tại một ngôi trường dành cho những kẻ lập dị, nơi mà kẻ sau này trở thành một sát thủ hàng loạt Cassidy đang sống. Tại đây hắn có cô bạn gái là Frances. Cô có khả năng sư tử hống vô cùng bá đạo hạt gạo. Do sức mạnh của Frances đang dần không kiềm chế được nên cô bị bắt đến một nơi khác. Việc này khiến cho Cassidy vô cùng cay cú nhưng không thể làm gì. Trên chiếc xe của cảnh sát, Frances đã sử dụng kỹ năng của mình khiến cho anh cảnh sát ù cả tai. Maulian liền lấy súng ra để phòng vệ rồi cả hai giành giật lấy khẩu súng. Trong lúc hỗn loạn, Maulian đã đùng một phát vào Frances khiến cô văng khỏi xe. Khi tỉnh dậy, Frances đã được băng bó ở mắt. Từ phía ngoài, một vị tiến sĩ bước vào nói rằng chào mừng đến với bình nguyên vô tận. Ở thời gian hiện tại, Frances tỉnh dậy thì thấy trên tờ báo Tuổi Trẻ là bản tin về người bạn trai của mình chuẩn bị xử tử vì sát hại hàng loạt người. Khi này, nam chính của chúng ta Eddie anh đang ở cùng với cảnh sát Maulian ở đầu phim. Maulian muốn Eddie hãy đến nói chuyện với tên sát nhân Cassidy để tìm thông tin về những xác người hắn ta đã che giấu. Thám tử Maulian vừa xoay lưng đi thì bé Venom liền lao ra muốn ngoạm đầu của thám tử. Eddie liền kéo Venom lại lôi vào nhà vệ sinh rồi cãi nhau inh ỏi một lúc. Tiếp đó Eddie đến gặp tên tử tù Cassidy để điều tra. Hắn ta đồng ý tiết lộ nơi giấu các xác người cho nam chính nhưng với một điều kiện, phải đưa thông điệp của hắn đến với khắp các trang top top. Thấy đây là việc không nên ảnh hưởng đến cộng đồng mạng nên Eddie không đồng ý. Trong lúc ra về thì Venom đã nhắc Eddie hãy nhìn vào căn phòng của Cassidy ngủ. Tại đó có những bức tranh kỳ lạ mà hắn ta đã vẽ lên tường. Vừa về căn hộ của mình, Venom bảo Eddie hãy lấy giấy ra. Venom liền trổ tài hội họa đỉnh cao vẽ với tốc độ trở mặt của người yêu cũ. Sau khi phân tích bức tranh ấy, họ đã tìm ra được một địa điểm trùng khớp với các ký tự của bức tranh. Từ các manh mối ấy, Eddie đã giúp phía cảnh sát tìm thấy nơi mà tên Cassidy giấu xác. Tên Cassidy cũng bị tuyên án tử hình ngay sau đó. Sự nghiệp của Eddie cũng một bước lên mây. Trong khi đó, Venom đang làm nhảm muốn Eddie đi phá án để Venom có thể nhai đầu bọn tội phạm. Eddie cảnh báo việc xác của các tội phạm mất đầu đã bị FBI để ý. Venom thì quậy tung cả lên vì suốt ngày chỉ được ăn bún bò và uống cà phê muối. Cậu bạn Venom liên tục quấy phá không cho Eddie có thể cào phím trên mạng. Eddie đành phải dẫn Venom đi tìm thức ăn, cụ thể là sô-cô-la. Do sô-cô-la của cửa hàng đã bị tiêu thụ hết trong ngày lễ Valentino, Việt Nam thì có trộm chó, còn Venom nhà ta là gã trộm gà để có thể chống đói. Lúc này đột nhiên có tiếng phụ nữ la bị cướp thất thanh, nhìn thấy có kẻ xấu nên Venom vô cùng háo hức bắt ngay hắn ta lại muốn ngấu nghiến. Nhưng phía Eddie từ bên trong đã ngăn cản vô cùng kịch liệt, cho nên Venom phải vứt hắn ta đi chứ không thể cho vào mồm. Thế là cả hai rời khỏi đó thì có cuộc gọi điện từ cô bạn gái cũ của Eddie, cô nàng En muốn hẹn anh để nói điều gì đó. Venom cũng thúc giục Eddie mau đồng ý gặp cô nàng. Eddie vô cùng vui vẻ khi gặp lại En, nghĩ rằng sẽ có kết quả tốt đẹp. Nhưng không ngờ cô bạn gái cũ báo rằng cô đã được cầu hôn bởi người bạn trai mới tên là Gian. Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng nên khiến Eddie cay đếu chịu được. Anh tức tốc lấy xe ra về phóng còn nhanh hơn cả báo thủ của Việt Nam. Trở về nhà, Venom đã trổ tài nấu nướng của mình để an ủi Eddie. Hãy nhìn cách Venom nấu thì chỉ có siêu đầu bếp mới có thể nhận định. Lúc này anh có nhận một lá thư từ tên Cassidy. Hắn đã tường thuật lại cuộc đời của mình trong đó. Nạn nhân đầu tiên của tên này lại chính là bà của hắn ta. Kể cả người mẹ của mình hắn ta cũng nhẫn tâm sát hại. Việc này bị người bố phát hiện liền tẩn cho Cassidy một trận rồi đẩy hắn vào trại tâm thần. Tại đây hắn đã gặp được tình yêu của mình, đó là Frances. Sau khi nghe thấy việc này có thể phô bày trước cộng đồng mạng, Eddie đã tò mò tìm đến buồng giam của sát nhân Cassidy. Khi đối mặt nhau, tên Cassidy đã liên tục khiêu khích và lăng mạ Eddie. Cassidy bảo rằng nam chính bắn phi phai quá gà mà đánh liên quân cũng dở nốt. Eddie vẫn còn giữ bình tĩnh chứ con vợ Venom thì không, liền phóng ra xúc tu để kéo tên tử tù lại. Ngay lúc ấy tên Cassidy liền cắn vào tay của Eddie chảy cả nước màu. Cảnh sát đã đến can ngăn rồi đưa Eddie ra. Cassidy nhận ra rằng thứ dính trên miệng hắn ta không phải là máu, thực chất nó là biote ký sinh. Trở về nhà, Eddie liên tục trách vì Venom không giữ bình tĩnh. Venom vì thế cũng bật lại nam chính cụng vào đầu của anh. Eddie cũng tức giận mà đấm vào mặt của Venom. Thế là hai con vợ lao vào tự đánh bản thân mình, không có kẻ địch mạnh, chỉ có ta tự bóp ta. Tất nhiên người ngậm hành toàn tập chính là Eddie. Nhà cửa cũng bị cả hai làm cho thành một đống hoang tàn. Trong lúc bị Venom giữ chặt trên trần nhà, Eddie liền ấn vào còi cảnh báo, do Venom sợ nhất là âm thanh ở cường độ cao. Con vợ Venom nghe thấy liền bỏ chạy ra khỏi cửa sổ rồi nhập vào một người đàn ông bên dưới nhà. Không chỉ vậy, anh còn đập tan tành con xe yêu quý của Eddie, quả thật không má nào chịu thua má nào. Phim chuyển đến nơi xử tử tên sát nhân Cassidy, các mũi thuốc độc đang dần dần tiêm vào người của hắn ta. Lúc này đột nhiên đã có sự dị biến xảy ra từ cơ thể Cassidy, ký sinh symbiote liên tục trồi ra rồi hóa thành một con quái vật màu đỏ tên là Canic. Hắn ta quét sạch tất cả sinh mạng nào xuất hiện trước mặt mình. Sau khi xử đẹp, các cảnh sát canh ngục liền bay lên giải phóng cho bọn tội phạm có thể ra ngoài. Canic quả thật vô cùng nguy hiểm, phá tường bay ra phía ngoài, sau đó trở lại hình dạng của Cassidy.
Còn nam chính của chúng ta đang phải giải quyết chiến trường đêm qua, sau đó anh mới biết tin tức là Cassidy đã tẩu thoát nên khá hoang mang. Ở hướng của Venom thì đang hòa mình trong lễ hội Halloween, nhiều người còn đến chụp ảnh selfie với Venom để úp xì to gì. Trong lúc này thì tên Cassidy đã trộm được một chiếc xe để di chuyển. Trên chiếc xe, Cassidy cùng với Canik đã có một thỏa thuận. Quái vật Canik sẽ giúp cho Cassidy giải thoát cho cô bạn gái Frances, còn Cassidy sẽ giúp tên quái vật đánh bại Venom cùng Eddie. Sau đó hắn ta đến một cửa hàng tiện lợi xử đẹp một nhân viên để lấy laptop. Canik liền dùng khả năng của mình truy tìm tung tích của Frances. Cứ vậy tên Cassidy đã đến phòng thí nghiệm giam giữ Frances. Hắn ta liền dùng xúc tu giải quyết bà tiến sĩ. Sau đó bảo anh bạn Canik dùng xúc tu quấn quanh lồng giam của Frances. Cô cảm thấy bạn trai của mình ngầu không thể tả. Đội bảo vệ đang chạy vào thì liền bị tấn công nằm gục. Cassidy ôm theo cô bạn gái của mình nhảy ra phía ngoài. Cả hai lên xe để bỏ trốn thì cảnh sát đã đi đến. Canik cảm thấy vô cùng phấn khích liền biến thành hình dạng quái vật. Sức mạnh của tên Canik này quả thật rất khủng khiếp. Chẳng mấy chốc đã gần như quét sạch tất cả xe cảnh sát truy đuổi hắn ta. Phía cảnh sát liên tục xả đạn thì hắn dùng một chiếc xe để làm lá chắn. Frances tận dụng thời cơ ấy hít hà một hơi rồi sử dụng sư tử hống về hướng cảnh sát. Do quái vật sợ âm thanh ở tầng cao nên vô tình khiến Canik quay trở về thân xác của Cassidy. Frances cũng đã lái xe ra đến cổng phát hiện chiếc trực thăng đeo bám. Cassidy liền phóng ra xúc tu lôi nó xuống đất nổ tan tành rồi bỏ trốn. Thám tử Maulian liền gọi nam chính đến để điều tra. Ông hỏi thế nếu nào những nơi xảy ra rắc rối đều có mặt của Eddie. Ông nghi ngờ Eddie đang che giấu điều gì đó quan trọng. Eddie ngồi trầm tư nhớ lại sự việc lúc trước tại buồng giam của Cassidy. Anh đã bị hắn ta cắn, có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của quái vật Canik. Eddie bảo với thám tử cho anh được gặp mặt cô bạn gái cũ của mình. Vừa gặp lại em, nam chính liền nói những rắc rối mà anh đang gặp phải. Anh mong muốn cô nàng hãy đi tìm giúp Venom vì cũng chỉ có cô biết được sự tồn tại của Venom trong cơ thể anh. Thế là em đến ngay cửa hàng tiện lợi mà Eddie thường mua sô-cô-la cho Venom. Thật không ngờ là Venom đúng thật ở đây, con vợ này lại đang nhập vào người của bà chủ. Cô nàng xinh đẹp bảo rằng Venom trông thật tuyệt vời khi làm nhiệm vụ. Với bản tính mê gái của mình, Venom liền nghe lời em nhập vào người của cô. Sau khi thuyết phục thành công Venom, họ đã đến sở cảnh sát, phá tung cả tường của trụ sở để đưa Eddie ra khỏi đó. Tuy nhiên con vợ Venom vẫn còn dỗi đồng đội của mình. Venom muốn Eddie phải xin lỗi đồng thời cho tiền nạp Five sơn súng. Eddie phải xin lỗi một hồi lâu rồi đồng ý về cải cách thì Venom mới trở lại thân xác của anh ta. Sau đấy đi đến nhắc gian hãy bảo vệ em cẩn thận. Venom rất ghét anh chàng này vì đã cướp đi em nên vã hắn mấy phát rồi bỏ đi. Khi này thám tử Maulian đang lái xe đi tìm nam chính thì lại vô tình gặp tên Cassidy. Hắn ta hóa thành quái vật ngay lập tức bắt luôn thám tử vì ngày xưa đã bắn Frances. Trong khi đó Frances đã tìm tới nhà của En để điều tra tung tích của Eddie. En bảo rằng có cái đầu bò tao nói cho mày biết. Thế là cô cũng bị bắt cóc luôn. Bọn họ đã dùng mạng sống của thám tử cùng với En để uy hiếp Eddie đến gặp mặt. Thì ra Frances cùng Cassidy đang tổ chức hôn lễ tại nhà thờ. Đang đến khúc cao trào thì Venom từ phía ngoài đi vào. Canik thấy vậy cũng hóa hình thành quái vật. Vừa thấy màu sắc đỏ chói của kẻ thù thì Venom cũng rén ngay tức khắc mà chui lại vào người Eddie. Bởi đây biểu thị cho việc vũ khí đã sơn màu nên rất mạnh. Eddie đành phải thuyết phục Venom trở về sẽ dẫn anh ta đi cua gái thì Venom liền lú ra ngoài. Thế là Venom liều mình lao vào choảng nhau với Canik. Hắn ta bắn ra rất nhiều các gai nhọn khiến cho Venom phải liên tục tránh né. Tiếp đấy Venom dùng cú đấm sấm sét đấm xuyên qua ngực của Canik. Kinh nghiệm chiến đấu đã giúp Venom chiếm được ưu thế. Venom tung một loạt các đòn tấn công liên tiếp vào Canik, sau đó còn dùng chiêu lấy thịt đè người. Nhưng tên Canik quả nhiên là vua lì đòn. Hắn ta phản kích Venom văng vào tường rồi bắn một loạt gai nhọn vào người của Venom. Sau đó Canik đã bắt cha xứ rồi ngấu nghiến để có thể gấp đôi canxi cho hắn ta. Thừa cơ hội Canik phân tâm, Venom liền nộ long cước khiến hắn văng một khoảng xa. Đột nhiên từ phía trên gian xuất hiện đổ dầu xuống rồi đốt lửa lên khiến Canik đau đớn. Lửa miễn phí vừa tắt thì gian cũng bị bắt lại. Gian tí nữa đã đi gặp ông bà thì Venom kịp cứu anh chàng. Đúng lúc chuông nhà thờ cũng vang lên khiến cả hai trở về dạng người. Tay viết báo lá cải như Eddie tất nhiên không thể đánh lại gã sát nhân Cassidy rồi. Anh ăn hành no cả bụng, may là trong lúc nguy cấp Venom kịp thời xuất hiện ra. Venom nắm chặt xúc tu của Canik rồi xoay hắn ta như trong chóng tre của Nobita rồi ném hắn ta đi. Canik cố định vị trí trên không trung nên Venom đã bay đến thì liền bị đánh bật ra văng xuống phía dưới. Vết thương khá nặng nên Venom cũng phải thu lại vào người của Eddie. Tên sát nhân đi đến nhặt chiếc búa lên rồi búa vào chân của Eddie mấy cú như trời váng. Tiếp đấy Canik bắt lấy En bay lên hướng đỉnh của tòa tháp. Venom nằm trong đống đổ nát tỏ ra khá bất lực. Canik rất ghét con vợ của Cassidy nên muốn khử luôn à ta. Thấy thế Cassidy liền từ bên trong phản kháng quyết liệt để cứu vợ mình. Nhìn thấy được điều này, Venom biết bọn chúng chỉ là cộng sinh chứ không phải như anh và Eddie, tuy hai mà một. Thế là dựa vào sức mạnh tình bạn mà Venom đang dần leo lên phía trên để tiếp cận Canik. Venom đứng trên ngọn tháp để chờ thời cơ. Vừa thấy Canik định ăn En thì liền lao vào tặng cho hắn thanh thép vào đầu, rồi ôm cô nàng En vào trong tháp. Venom đưa thân mình ra hứng chịu mọi đòn tấn công của Canik để bảo vệ En. Sau đấy Venom đã dùng xúc tu đưa cô nàng xuống phía dưới một cách an toàn. Trong khi đó Canik vẫn tấn công không ngừng nghỉ khiến cho Venom bị thương rất nặng. Lúc này Frances đột ngột xuất hiện thì bị Venom hất văng xuống phía dưới.
cay cú quá nên Frances đã dồn hết hơi của mình hét một tiếng thật to, khiến cho nhà thờ gần như sụp đổ, còn chiếc chuông cũng rơi xuống tiễn cô ta lên đường. Từ phía trên Venom rơi xuống, may mắn là kịp thời bám vào gian và En mà đáp đất an toàn, còn tên Canic thì đã bị tách rời với Cassidy. Hắn ta muốn đi tới để có thể nhập vào Cassidy liền bị Venom dẫm bẹp, thế là Venom cho luôn tên Canic này vào bụng. Tiếp đến là đến tên sát nhân Cassidy, hắn liền rũ solo lửa chùa nhưng Venom từ chối, ngoạm một phát thật mạnh đưa hắn ta đi về về vào mỗi tháng 7. Mọi việc đều đã xong hết thì cảnh sát cũng đến, cả nhóm liền tháo chạy khỏi đó, riêng Eddie còn chúc phúc cho En và Gian. Phim đến đây cũng hết rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ like và subscribe cho 10 điểm review nhé.